Từ những ngày đầu Miss Universe năm 2019 diễn ra tại Mỹ, đối thủ người Myanmar của Hoàng Thùy tại đấu trường nhan sắc này bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý khi quyết định công khai là người đồng tính. Chuyên trang sắc đẹp Miss Sociology thông tin rằng cuộc phỏng vấn giữa họ và Hoa hậu Hoàng Vũ Myanmar đã được thực hiện từ lâu nhưng chưa công bố ngay lập tức vì phải chờ tin từ nàng hậu. Miss Universe Myanmar còn thời gian để nhận được sự đồng ý của gia đình và xem xét kỹ các giá trị truyền thống của đất nước mình trước khi công khai xu hướng tình dục với truyền thông thế giới. Vì điều này không chỉ có thể làm ảnh hưởng đến cô, đến gia đình của cô mà còn cả đến quốc gia nơi mà cô đang sinh sống. Trong cuộc phỏng vấn với chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng, mỹ nhân 21 tuổi đã liên tục đề cập về sự bảo vệ và hỗ trợ vững chắc cho quyền của người đồng tính. Cô muốn thế giới chấp nhận cộng đồng LGBT và quyền mưu cầu hạnh phúc cũng như lựa chọn con đường riêng của họ. Nàng hậu còn nhấn mạnh, tình yêu là thứ mạnh mẽ nhất và con người phải lòng con người chứ không phải giới tính. Chúng ta phải luôn có quyền tự do lựa chọn và thúc đẩy sự bình đẳng. Khi được hỏi lý do nào làm cho nữ hoàng sắc đẹp này mạnh mẽ ủng hộ cộng đồng LGBT đến vậy, chân dài 9X thừa nhận cô là một người đồng tính nữ. Tiết lộ mình thuộc cộng đồng LGBT của mỹ nhân Myanmar đã thu hút được sự chú ý và tán dương từ nhiều người hâm mộ sắc đẹp, bởi cô là một trong những thí sinh hiếm hoi công khai thừa nhận xu hướng tình dục của bản thân tại Miss Universe. Trước đây, Á hậu 1 Miss Universe năm 2013 và Top 10 Miss Universe năm 2017 đều thừa nhận bản thân thuộc thế giới thứ 3. Cả hai mỹ nhân này đều là đại diện của Tây Ban Nha tại đấu trường nhan sắc hấp dẫn nhất hành tinh này. Đại diện của Myanmar tại Miss Universe năm 2019 được đánh giá là nữ hoàng nhan sắc tại quê nhà. Năm 2016, người đẹp này từng chiến thắng Hoa hậu siêu quốc gia Myanmar, đồng thời ghi tên mình vào top 10 tại Miss International cùng năm. Tháng 6 vừa qua, mỹ nhân 21 tuổi này trở thành chủ nhân của vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ Myanmar, đồng thời cô đại diện nhan sắc nước này tham gia tranh tài tại Miss Universe năm nay. Với chiều cao 1m75, cùng thân hình gợi cảm và gương mặt thanh tú dịu dàng, bạn có nghĩ rằng cô nàng sẽ đạt được thành tích tốt tại đấu trường nhan sắc này trong năm nay? Hãy chia sẻ với mọi người ngay dưới phần bình luận của video này nhé! Và đừng quên nhấn subscribe kênh Tuổi Trẻ Việt TV, cũng như truy cập vào trang thông tin điện tử tuổitrẻviet.net.vn để theo dõi những thông tin mới nhất.